Hello xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay mình với các bạn sẽ cùng nhau quay trở lại với trò Toilet Tower Defense nha. Nhưng mà không phải là Toilet Tower Defense bình thường đâu các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game Toilet Tower Defense phiên bản hàng nhái nha các bạn. Hàng giả nha các bạn nha. Lý do mình kêu cái game này là hàng giả là bởi vì ngay bây giờ các bạn hãy nhìn vô cái bản đồ này đi là các bạn thấy liền à, nhà này có quen không? Y chang như là map của ông Te Rick ổng làm luôn nha các bạn nha. Nào là có chế độ Endless Mode nè, xong bên đây có map phòng thí nghiệm, rồi map Desert là map sa mạc, rồi ngoài ra còn có map Toilet City nữa các bạn. Quái cái tướng nữa chứ. Ngoài ra còn có thêm cái này nữa nè, Trading Plaza. Nó nhái thiệt luôn các bạn. Nhưng mà từ từ bình tĩnh. Nhiều khi hàng nhái á lại xịn hơn hàng xịn nha các bạn nha. Biết lý do tại sao mình nói vậy không? Bởi vì trong tựa game này có một cái con unit mà rất là nhiều bạn mong muốn có luôn. Nhưng mà bình thường các bạn muốn kiếm ở trong cái trò Toilet Tower Defense rất là khó. Nhưng mình nghĩ là trong cái trò này thì sẽ dễ hơn các bạn. Nó chính là cái con này nè. Thấy không? Đây nè, qua đây qua đây. Thấy con này gì không? Titan Speaker Man phiên bản Hyper nha các bạn nha. Và để mua được nó thì chúng ta sẽ cần một cái con số như thế này. Từ từ để mình mở này ra cái rồi đây. Chúng ta sẽ cần là 199 ruby để mua được một cái hòm này và chúng mình sẽ mở được những cái con unit như thế này nha các bạn nha. Nè, Hyper nha các bạn, hơi bị xịn nè. Con này Hyper nhưng mà chỉ là mai thích mà thôi trong game này. Thì làm sao để cày ruby thì hiện tại mình cũng chưa có biết nữa các bạn. Và hiện tại các bạn thấy không, mình mới vừa vô game này thì mình đã có là 600 gem game cho miễn phí nha các bạn nha. Đó, đây có một cái hộp quà gì nữa nè, bấm đi. Mãi nãy giờ online tụi mình game nó cũng cho thêm 100 gem nữa các bạn. Ảo thật chứ. Rồi ngay bây giờ thì mình với các bạn sẽ cùng nhau vô thử chơi cái game này để coi game này có hay không nha. Mong là các bạn nhớ cho cái video của mình một nút like để ủng hộ cho mình làm tiếp nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Ai mà muốn được nhận unit miễn phí thì bình luận tên đô lóc ở các bạn ở phần bình luận ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nào. Thì bây giờ mình sẽ mang cái con Cameraman Fighter này đi quýnh lộn thử nha các bạn. Và chơi thử cái map Toilet City coi là trò này chơi có hay như là trò Toilet Tower Defense hay không nha các bạn nha. Đây trò này tên là cái gì Toilet City gì quậy quá. Rồi ok. Thì hiện tại là nó có chế độ Insane là chế độ cuối cùng, nó không có chế độ Nightmare nha các bạn. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ chọn chế độ Easy tại vì mình chỉ có mới còn con unit nó yếu lắm các bạn, nên thôi chọn Easy nha. Rồi bây giờ chúng ta có thể được chọn hai cái này thì nó sẽ cộng thêm gem cho chúng ta khi mà chúng ta giành chiến thắng. À là game này nó chỉ có gem với lại ruby thôi chứ nó không có tiền nha các bạn. Rồi vô. Bây giờ chúng ta bắt đầu nè các bạn ơi. Tôi nói nó sẽ ra từ đây đúng không? Rồi vậy mình sẽ mua cameraman mình đặt vô nha. Một con. Đó mình sẽ đặt theo kiểu này. Hai con, ba con, bốn con, năm con. Rồi mình đặt ngược lại. Theo như cái đánh giá của mình hiện tại sơ bộ thì mình thấy là các unit ở trong game này người ta làm khá là đẹp nha các bạn. Nhìn khá là 3D luôn. Và những cái con toilet nhìn cũng khá là đẹp. Nói chung là nhìn rất là giống như cái trò Skibidi Tower Defense các bạn à. Rồi bật auto skip luôn à. Game này có auto skip luôn nha các bạn nha. Ghê. Có được nâng cấp unit luôn nè. Nâng cấp thì bấm chữ E. Còn muốn bán thì bấm chữ X nha các bạn. Rồi ok. Được. Bây giờ thì mình sẽ nâng cấp cái con này lên. Đó, ok chưa. Ồ, và những cái toilet nó ra là tụi nó đấm có cái hiệu ứng rất là đẹp luôn các bạn. Hàng nhái mà làm cũng xịn dữ. Wow, ghê. Hàng nhái mà không dẫn được chứ hàng nhái này nha các bạn nha. Hàng nhái này làm cũng xịn á, hàng nhái này làm cũng xịn á. Rồi, cái con mới vừa mua thì mình sẽ có 12 dam. Nếu như mình up lên là nó là 15 dam mà nó cần tới 250. Bây giờ thì mình có một cái thông tin khôn hơn là mình sẽ mua thêm unit mình để vô. Ok các bạn à. Và trong game này thì nó cũng sẽ cho giới hạn là 15 con toilet nha các bạn, 15 con unit cho một quán ván đấu nha các bạn nha. Rồi bây giờ thì up lên thôi các bạn ơi. Mình hãy bắt đầu toilet nó bị lủng rồi kìa. No god please no. 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 Up con này lên mát luôn. Up con này lên mát luôn. Let's go baby. Nếu như mà nó lên mát á là cái màn hình của nó sẽ có màu đỏ các bạn. Ê, cái camera của nó có màu đỏ nha các bạn nha. Ok toilet bắt đầu lủng hơi nhiều rồi đó. Nhưng mà không sao, team mình vẫn cân nổi. Easy game. Ủa con này up được có 3 lần rồi các bạn. Một lần là 250, xong tới lần là 500 là hết nha. Ê lủng rồi kìa. Ê lo nói chuyện quá lủng rồi kìa mấy cha ơi. Đừng có lủng nha. Đừng có lủng nha. Lủng chết luôn á. Lủng vợ quếm nha.
Ok ok, mình đang để auto skip cho nên là tụi toilet nó vô hơi nhiều để mình hơi bị quảng hồn chim én cái nhẹ là các bạn nhớ bấm nút like ủng hộ cho mình để mình win nha các bạn nha. Hôm nay tại hiện tại là đang chơi chế độ easy, nó như mình nhớ hồi nãy thì nó tầm khoảng chừng 20 quay. Mà nãy giờ là mình là 12 quay rồi các bạn, mình speedrun cũng khá nhanh á. Ok bây giờ thì chúng ta cứ up farm tiền lên thôi. Mình nghĩ là với cái đội hình này thì mình có thể win được cái trò này, tại vì nó có 20 quay rồi các bạn, cho nên mình đánh giá nó cũng dễ thôi ha. Nãy giờ thấy có toilet nhỏ nè, xong toilet lớn nè, xong rồi toilet chân nhện đồ các kiểu. À vậy cũng đơn giản mà đâu khó đâu, cũng dễ mà đúng không? Ê ê, không dễ nha, không dễ nha, lũng rồi kìa, lũng rồi kìa, lũng. Ờ hình nó không lũng mày ơi. Ây, đội hình của mình quá mạnh, không lũng luôn, ảo thật chứ. Ok bắt đầu có những con toilet toxic này nè các bạn. Ồ mới hàng mới tiện. Ok được. Không biết là trong máy nó còn có những cái con mà nó có thể làm stun mấy con unit của mình không ta. Mình nghĩ chắc có nhưng mà hiện tại mình đang chơi chế độ easy thì nó chắc không có đâu. Easy thì nó phải dễ chứ, easy mà nó còn khó nữa thì chơi làm gì nữa đúng không bạn. Rồi mình mua thêm đống con này nữa, mình để đủ 15 con luôn. Rồi đó ok đủ rồi nha các bạn nha. Bây giờ thì để tiền up lên thôi. Bây giờ là mình sẽ không làm được gì nữa hết, mình chỉ có thể up tiền thôi các bạn. Nhưng mà yên tâm, toilet nó đi, ủa nó đi qua đây thì hằng ngày nó cũng chưa đủ tầm nữa các bạn, cay thiệt chứ. Rồi và nhà của chúng ta là có 100 máu nha, các bạn nhìn thấy cái map có vẻ đẹp không? Mình thấy cái map nó hơi bị đơn giản quá các bạn. Map nó hơi đơn giản quá, mình thích map mà nó cầu kỳ đồ các kiểu cây cỏ đồ á, chứ map mình nó đơn giản quá coi hơi chán nè. Rồi ok ok, đây những con toxic khá là trâu các bạn à. Mình nghĩ là ngay lúc này á thì mình sẽ làm một thứ rất là đặc biệt, đó chính là mình thấy có một cái dòng chữ ở phía trên target first nè, rồi last nè, rồi weakness và strongest nha các bạn, và nearest. Rồi nói chung là y chang với tower defense luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho những cái thằng ở phía bên đây nó sẽ quýnh vô những cái con là strongest. À, nó sẽ tập trung quýnh vô những con mạnh nhất để không có bị lủng nha các bạn nha. Đây strongest hết luôn. Rồi chuyển hết nguyên đám này qua strong ghẹt hết luôn các bạn ơi. Ok let's go baby. Tính ra là người ta làm cũng giống thiệt luôn á, kiểu giống 99% luôn rồi đó các bạn. Oh my god, các bạn coi nè đó, đây có toilet chân nhện nè, strider nè các bạn ơi, và quay 18 rồi. Ủa, có mấy con DJ luôn các bạn, ghê á. Wow chất lượng, có con boss không ta, không biết có boss không nữa. Rồi vậy là bây giờ mình cũng đã up full mấy cái con camera của mình rồi các bạn, bây giờ để nó làm việc thôi. Nào để coi chúng ta sẽ speedrun game này được bao nhiêu lâu nha các bạn nha. Wow let's go, đam trên dây của mình hiện tại là khoảng chừng 240 đam nha các bạn. Oh wow, ở những điểm quan trọng là có thể lên tới 300+ đam trên dây luôn, nó ghi trên này là DPS nè. Ồ coi khá đã nha. Rồi quay 19 rồi các bạn ơi, quay cuối cùng nha, chuẩn bị let's go baby. Có lên nào anh em. Nào tính ra là nguyên một cái đội hình mới vô, người ta cho mình cái con cameraman miễn phí này là mình cũng được chơi được chế độ easy rồi các bạn. À cũng dễ, từ đó cũng dễ. Lát nữa mình ra mình sẽ thử quay cái con hai bơi cho các bạn coi, các bạn có đồng ý hay không. Đồng ý thì ngay bây giờ nhớ cho cái video của anh Jay một nút like nha các bạn nha. Và nếu như các bạn nào có chơi cái game này á thì nhớ bình luận tên Roblox của các bạn ở phía dưới, anh Jay có unit anh Jay tặng nha các bạn. Ủa sao lắc vậy? What the hell? Hết hồn lắc tưởng thua á. Ok không sao. Nhưng mà nãy giờ mình thấy cái toilet nó không có đa dạng lắm các bạn. Nó có mấy con... Ui, quá sự nó lắc dưa trời. Nó có mấy con đi lại hoài à. Và các bạn nhìn mấy con toilet nè, cái chân của nó dường như là không có chuyển động luôn. Nó chỉ có thể đập lên xuống vậy thôi các bạn. À, đây là con chùm đúng không? Ui, G-Man này đẹp trai dữ vậy. Anh được lối á. Rồi, đấm ở đây. Và game này đánh giá là hơi lắc nha. Đánh giá game này là hơi lắc nhẹ đó, không ổn nha. Trời ơi, game này có vẻ như là không phải là do game lắc đâu, mà lắc như vậy là do Roblox các bạn à. Nhưng mà yên tâm đi, trong khoảng thời gian sắp tới Roblox sẽ hết lắc thôi các bạn. Yeah, mình đã win rồi nha. Bây giờ mình chơi khoảng chừng 5 phút 36 giây. Trong chế độ easy là mình đã được ngay là 50 gem các bạn. Ok, vậy thì gem trong game này làm được cái gì? Để bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem luôn nha. Đây, gem trong game này chúng ta sẽ đi qua cái chỗ này nè, cái hòm này nè, đó chúng ta đi qua đây và chúng ta đi vô chỗ này nè. Đó. Trong đây nó có bán cái hòm basic nè, nó có bán hòm rare, legendary, mythic. Ủa ấy, wait what? Ghê chưa? À, cái con này là cái con toilet speakerman, tên speakerman tiếng quá, nó không có chữ hai bơ nha các bạn nha. Có nghĩa là các bạn có thể kiếm được cái con giống như con hai bơ nhưng mà yếu hơn, nhưng mà các bạn có thể farm bình thường không có mất tiền các bạn. Còn mình nghĩ là ruby thì các bạn sẽ phải nạp robux vô á. Đúng luôn.
Ruby là chúng ta chỉ có thể kiếm được bằng cách là nạp Robux thôi các bạn à. Wait what? 10.000 Ruby là với giá là 9.500 Robux nha các bạn nha. Ồ, cái giá này có vẻ hời. Hời lời được 500 Robux các bạn à. Ok. Rồi và gem thì các bạn vẫn có thể mua bằng Robux luôn. Nhưng mà thôi, gem thì các bạn cày đi các bạn à. Mua Robux làm gì đúng không các bạn? Để mình coi coi. Bây giờ á, đây, với cái hòm này á, hiện tại là mua bằng Ruby nè, là các bạn có thể có được cái con này. Nói chung là cũng hên xui lắm, không dễ đâu cưng. Mình nói mấy cái game hàng nhái này nó hút máu còn ghê hơn Free Fire nữa các bạn. Rồi ở bên này, ủa gì vậy? Ai gửi cái gì vậy? Đây là ai vậy? Hình như đây là một bạn phao. Ui quá, yeah, bro. Bro, hình như bạn này người Việt Nam. Và bạn ấy cho mình quà các bạn ơi. Hello, hi. Ê, để mình sẽ đưa bạn cái con này. Mình sẽ đưa cho bạn cái con cameraman này. Coi bạn có đồng ý không nha các bạn nha. Yo bro, mình đổi con cameraman. Bạn ấy cho mình con woman camera fighter các bạn. Lại. Cảm ơn nha. Let's go baby. Ngon. Ủa sao mày trao đổi lâu với em? Ủa ông này đang trao đổi thôi, tự nhiên ổng không nói chuyện với mình nữa ta, ổng không chịu chấp nhận nữa ta. Nên mình sẽ ghi là bali. Ready. Hey, let's go baby. Ê, mình thấy cái game này chat khá là đẹp các bạn. Và thanh niên này đồng ý rồi các bạn ơi. Và thanh niên này sẽ cho mình cái con này các bạn à. Let's go baby. Được không ta. Còn 3 giây nè, 2 giây nè, 1 giây nè. Wait, what? Woo. Thanh niên này hủy mà cho mình tới 2 con lận các bạn. À, được. Let's go, đổi một con nhảm nhảm mày được 2 con xịn luôn các bạn ơi. Wow, cảm ơn thanh niên á nha. Thanh niên á là ai vậy? Vô bro, thanh niên á tên là Nhím hay cái gì á. Mình nghĩ là bạn á là người Việt Nam mà bạn ấy biết mình. Đây nè, bạn ấy cho mình cái con này các bạn ơi. Let's go baby. Và cái con này quay ở đâu vậy? À, cái con này quay ở trong cái hòm đầu tiên là hòm basic nha các bạn. Bây giờ mình có 500 rồi, mình sẽ thử mua 10 hòm luôn. Mình quay thử cho bạn coi nha, sao nha. Rồi quay 10 hòm nè các bạn ơi. Vô. Wait what, mình được 2 con camera woman hồi nãy nè. Ê, vô. Rồi mình được lại mấy con cameraman fighter. Mình được cái con laser cameraman fighter nè. Nhìn giống như con red laser vậy đó. Ui, mình được cái con xịn nhất luôn các bạn. Let's go baby. Mình được con xịn nhất rồi nè. Ngon. Từ. Bây giờ mình sẽ mang theo cái con speaker này luôn nha. Rồi ok, chất lượng cao. Ủa gì vậy? Hello bạn Nhím nha. Ê bạn, ngày nãy bạn tặng quà cho mình nè các bạn. Hello Tân Niên. Oh my god. Ok, bây giờ mình có unit mới rồi. Mình sẽ thử nha. Ê, mình mới được một cái hòm gì đó các bạn. Mình mới vừa mình nhận được một cái hòm gì đó thì phải nha. Mình mới vừa nhận được một cái hòm. À đó, cái này là nhiệm vụ. À, vậy là các bạn không cần nạp tiền để mua Ruby, mà các bạn có thể làm những nhiệm vụ này mỗi ngày và nó sẽ tặng cho các bạn một nhiệm vụ là 5 Ruby nha các bạn nha. Wait what? Nè, có nhiệm vụ được tặng 50 Ruby luôn nè. Wow, let's go. Và các bạn có thể cày game này cày 100% luôn á các bạn. Nói chung là bây giờ mình sẽ thử vô, mình test tay con unit mới của mình để coi sao nha các bạn nha. Vô, let's go. Vô, bây giờ mình sẽ test thử unit mới nha. Hãy mới quay được 3 con unit là chơi liền. Bây giờ mình sẽ qua chế độ là medium, test thử luôn cho anh em coi review chi tiết luôn. Nói chung là đây là lần đầu tiên mình chơi và mình có unit thì mình cũng biết là mình xài có được hay không nữa các bạn à. Nhưng mình nghĩ là những cái con này thì hiện tại là chắc nó cũng được làm lại AOE đồ, biên chilling đồ, các kiểu vậy luôn các bạn. Chắc vậy. Rồi nó thử đây. Mới vô thì mình sẽ mua ngay chị camera woman này, mình đặt ở đây nha. Đó, đặt ở sát chỗ này luôn đi. Đó, rồi mua 2 chị luôn. Nó mua được thêm chỉ nữa luôn nè. À, chất lượng của nó luôn đấy chứ. Let's go. Rồi để coi coi mấy bà camera woman này làm được gì nha các bạn. Bật auto skip luôn đi. Ồ, cũng tương đối là bình thường các bạn ạ. À. Mua thêm bà nữa đây đi. Mình sẽ để dành tiền, mình sẽ mua qua speaker man. Let's go baby. Mình sẽ mua 2 ông speakerman ở đây. Rồi mình sẽ mua 1 ông red laser đặt ở đây nha các bạn. Chất lượng luôn đấy chứ. Nè, được ông rồi nè. Mình sẽ đặt ông ngay đây liền luôn. Đó, ok chưa. Nói chung là bắt đầu lủng rồi đó. Oh my god. Bắt đầu lủng rồi. Chơi ngu có thưởng này. Rồi bây giờ mình sẽ up mang cái mấy chị camera woman lên. Mình nghĩ là mấy chị này up sẽ rẻ nhất luôn. Ừ đúng rồi, up khá rẻ, up có 250 thôi. Up 250 thì up được nha các bạn nha.
Rồi mấy ông speed comment up nhiều đây, 250 luôn. Ok, mình sẽ tập trung up mấy người bên đây trước nha các bạn. Bắt đầu mình thấy tôi lấy nó lủng nhiều nhiều rồi mình bắt đầu ghén rồi. Sao nó lủng nhiều vậy bay? Nó lủng 2 con rồi bay ơi, nó lủng 3 con rồi bay ơi bay. Ê, lủng nhiều quá thua Nga, lủng nhiều quá thua Nga. Nga, tắt auto skip rồi đã, tắt auto skip rồi đã. Lủng nhiều quá thua Nga. lẹ up cho ông cameraman này liền đi. Bắt đầu thấy thua rồi, bạn ơi, bắt đầu thấy lủng nhiều nhiều rồi. Mình up cho cái ông này để ông này có đủ tầm để ông quýnh ở bên kia mới được. Trời ơi, lủng nhiều quá, thua. Kiếm tiền lẻ. Oh my god, skip way này kiếm tiền cái này. Wait a minute. Rồi, ok, tạm được. Ui, quýnh được con cái à. Quýnh được con cái không si nhê luôn á. Oh my god. Thôi mình nghĩ mình thua rồi bạn ơi. chưa biết Unix chơi sao luôn á, thiệt không á, lần đầu tiên luôn á mấy cha. Ở nó lủng vậy mới thua hôm nay đại. Oh my god bro, thôi các bạn auto skip luôn chơi cho nó máu nha mày nha. Mình sẽ thử auto skip luôn chơi cho nó máu nha bạn. Rồi mấy con này kệ đi, mấy con này chắc vô rồi. Thua. Đùa, giỡn mặt thua. thua. Mình nghĩ là khả năng cao mình sẽ thua đó. Đừng có giỡn nha, mình nghĩ là khả năng cao mình sẽ thua đó các bạn. Oh my god. Thôi mình test thử cho các bạn coi vui mà. Thắng thua quan trọng vậy đúng không? Test thử thôi. Nó có đã chơi được đâu rồi, đã biết chơi sao đâu mừng. Nhưng mình sẽ thử xem coi là mình. Oh my no. Căng thật sự các bạn à. Kiểu qua chế độ medium rồi đó mà mình có unit nhiều mình cũng bị ảo tưởng mình mua quá trời luôn. Xong rồi mình không có tiền mình up, mình nghĩ là trong game này nó phải có farm tiền đúng không các bạn? Rồi thua. Ok giờ lại. Mình nghĩ là trong game này nó phải có farm tiền thì chơi nó sẽ dễ hơn rất là nhiều luôn các bạn à. Ok, rồi bây giờ chơi lại nè. Bây giờ anh sẽ phục thù lại nha. Mình sẽ tìm một cái vị trí nào đó hợp lý hơn cái chỗ này các bạn à. Chỗ này nó không hợp lý lắm. Mà thôi kệ. Nói chung là đừng có bật auto skip là được rồi. Bật auto skip nhiều quá là chơi không nổi. Ok, bây giờ mình phải suy nghĩ sao đây ta. Mình phải suy nghĩ sao mà nó có đội hình hợp lý các bạn. Mới vừa vô thì mình sẽ mua ngay một con này luôn cho nó máu. Ok chưa? Lì. Không có tiền mà lì. Ok, kệ đi, không sao đâu. Rồi vô nào để cô mình anh này cân nổi nha. Ông này mới vô đam 50 đam nữa các bạn. Đam khá lớn nhưng mà cái tốc độ đánh thì tương đối khá chậm các bạn à. Rồi ok. Skip luôn. Rồi ok, mình sẽ skip từng quay để cho nó an toàn tính mạng cho mình nha các bạn nha. Nhưng mình đâu biết được tụi nó mạnh hay không đâu các bạn. Rồi cố lên. Một đấm, hai đấm. Đó, nói chung là hiện tại là bất kỳ một con toilet nào thì ông này ông chỉ cần đấm một cái thôi là chết nha các bạn. Wow, chất lượng đây. Rồi, con này chất lượng nha, đúng là con hiếm nhất có khác các bạn à. Oh my god. Wow. Rồi và tộc speaker thì mình thấy là nó chẳng có ghi là quýnh được đam AOE hay là cái đam gì cả các bạn à. Wait, what? Ok, tập speaker là quýnh được tới đam là 22 đam là cao nhất nha. Còn mấy chị camera woman là 25 đam. Còn mấy cái ông này lên 80 đam được luôn. Rồi ok, mình sẽ tập trung vô cái ông này, mình up chính vào ổng coi ổng ăn nổi không. Rồi lũng coi rồi đó. Oh my god. Tại vì bây giờ cái tốc độ đánh của ổng khá là chậm các bạn, cho nên là ổng làm được cái gì hết. Up lên một lần nữa nè. Rồi đây coi bây giờ có thay đổi được cái gì không nha. Thôi chắc phải mua một bài này để kế bên quá. Đó, mua bài để kế bên đó, để kế bên vậy may ra mới ăn nổi các bạn, mới có người quýnh phụ. Cái ông này ông quýnh chậm quá. Rồi, bây giờ mình sẽ tập cho mình mua chị camera woman này đi. Chứ anh speakerman là coi như thua rồi, hết cứu rồi bạn ơi, không mua nổi rồi. Speakerman là coi như hết cứu rồi, chúng ta sẽ không mua nổi nha. Rồi con này cho mày lũng luôn á. Rồi ok, lũng này chắc mày luôn. Cho phép mày lũng luôn. Rồi ok, mình sẽ để hai ông này ở hai đầu và ở giữa là để những bà camera này nha các bạn nha. Để bảo đảm cho tình hình là có lượng đam đầu và lượng đam cuối. Nào, phân tích là thấy ghê lắm mà chơi không ghê, không ghê. Phân tích là thấy ghê lắm nha, mà chơi dở ẹt. Rồi 250 hả, 250 lên 18 đam hả, rồi lên luôn. Ôi, lũng kìa. Hài ơi, phân tích thì thấy ghê lắm mà chơi dở ẹt. Chế không à. Rồi skip tiếp. Oh my god. Rồi, bây giờ mình sẽ để tiền mình mua ngay một cái ông này vô để đảm bảo được cái lượng đam lớn nhất cho team mình. Giết nó đi, mới có tiền. Vô, không giết được tụi nó không có tiền. Oh. Mày cay thiệt á.
Rồi có tiền rồi, có tiền rồi, có tiền rồi. Để vô. Đó, ok các bạn ơi. Lượng đam mình đã khá tối ưu rồi. Ba con này lủng vô thì mình nghĩ là cũng không thua được đâu, nên cũng không phải lo nha các bạn. Tình hình hiện tại là khá ok nha. Skip. Nói chung xa quá mình cũng không làm được gì nữa mà thôi mình skip luôn cho nhanh. 250. Con này 450 lận. Oh no, không có đủ tiền các bạn, không có đủ tiền, không có đủ tiền. Thấy không? Nhờ mấy bà ở giữa để bà quýnh nhanh 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 vậy còn đỡ chứ. Chứ mà nhờ cái ông đợi mấy cái ông này không mà mình không đủ tiền không làm hết được đâu. Gọi gọi. Trời ơi, lủng. Lủng. Tức thiệt. Rồi sao? Ok, ông này lên match chưa vậy? Ông này vẫn chưa mát nha các bạn nha. Ông này ổng lên cấp 3 rồi, ổng có thể lên được cấp 4 luôn. Ồ, ghê ghê. Đam khá to nhưng mà mình phải chuyển thằng này nó qua là strong gate thôi. Thằng này cũng phải qua strong gate thôi. Tại vì nó không được tập trung đam mà nó vô mấy cái con yếu, nó bị mất cái tốc độ các bạn. Rồi tiếp, 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 900 đúng không? Con này lên. Rồi mấy bà này cho mấy bà này, ôi mấy bà này không đủ tiền các bạn à. Giờ mình sẽ tập trung unit là chủ yếu chứ mình tập trung về chất lượng nha các bạn nha. Mình tạm thời bổ qua số lượng nha các bạn. Đó thấy không, thấy không? Bây giờ tập trung quýnh những con strong gẹt là hợp lý ngay nè. Đó, chiến thuật thông minh liền. Chiến thuật thông minh liền. Anh được. Được, 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 được. Game này chơi phải có chiến thuật thật sự các bạn, không chơi bình thường được đâu. Nè, bây giờ con này lên 900. Ui, lên cấp 4 mà vẫn chưa đủ à. Ui, cấp 4 là có súng nha các bạn nha. Wow, à, dù thế này nó chặn đường mình các bạn à, quái chuẩn. Ok ok. Có súng này là vẫn thua nha. À, có súng là vẫn thua nha. Cay thiệt á, cay cay. Oh my god. Đà, đà, mình bổ sung bên đây đội hình bên đây các bạn. Oh no. Lẹ đi kiếm tiền coi, bực mình quá. Nào nào ăn ở không đây? Chắc được á, chắc được á, chắc được á. Được luôn, phải được chứ. Chết rồi, để tiền cho mấy cái con này không rồi, họ không có mấy con yếu yếu rồi, nó không có đủ đam các bạn à. Cay. Thật sự rất cay, thật sự rất cay nha. À, chỉ cần một con lủng á mình thua đó. No bro, mình không muốn. Oh my god. Đúng một con lủng thôi là mình thua rồi. Mình không thể nào để nó lủng được các bạn. Tụi bay làm ăn dở quá đi. Tụi bay làm ăn dở quá, để tôi lấy cái lủng tùm lum rồi nè. Rồi ok, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, chấm được rồi, tạm thời là chấm được rồi các bạn ơi. Ok, ok. Mình cũng không biết sao luôn bây giờ nè. Kiểu đội hình của mình bây giờ nó chia tùm lum tùm la luôn á, không đánh nổi luôn á. Ok, mấy chục đam này còn lại ba thằng này lo được. Ok, ok, lượng đam của mình bây giờ team mình nó chia tùm lum hết. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình sẽ phải mua thêm mấy bà này để đây luôn đi. Cái con kia nó có súng á nhưng mà nó không có làm chậm, không có dĩ chân, không ăn nổi các bạn. Nào skip quay kiếm tiền. Lên tiền, lên tiền, lên tiền, lên tiền. Lên tiền, à, chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. Ok, 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 ok. 600, 600. Con này 650 nè. Con này 650 hả? Ủa, 650 đi, ừ. Đó, tiền vô như nước liền. Bật auto skip luôn cho nó máu coi. Ok, 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 ok. Bây giờ là hãy gọi anh là Jaylee nha các bạn nha. Bởi vì anh đã bật auto skip rồi mấy bé. Anh đã bật auto skip rồi mấy mấy yêu của anh nè à. Bắt đầu đi. Anh không sợ tụi bay đâu. Ừ, tôi lấy mạnh nó như thế nào anh cũng xử hết. Được chưa? Được chưa? Đấm nó. Đấm nó. Ê, tụi bay không đấm là tao chết rồi mày. Rồi, 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 rồi. Giờ còn ba thằng khứa nữa thôi. Giờ còn ba thằng khứa này cân nổi rồi mày ơi. Oh my god. Bro, mà auto skip là cái kết. Oh no, 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 auto skip là cái kết mấy ní ơi. Ê, không biết được con này thua nha. Thôi xong rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Cay thiệt sự các bạn à. Trò này tương đối khá khó chơi. Mình đánh giá là nó khá khó chơi các bạn. Và nếu như mà chơi auto skip không là hơi mệt nha các bạn nha. Ủa gì vậy? Sao unit mình nó đổi thành mấy con camera hết rồi? Hết hộ, bị lắc các bạn. Nhận quà tiếp các bạn. Và như các bạn thấy rồi đó, mình nghĩ là trong trò này nó phải có những con unit nào có hiệu ứng thì mình may ra mình mới chơi nổi các bạn à. Thôi được rồi, tạm thời video mình ngày hôm nay tạm dừng tại đây nha các bạn nha. Video ngày mai thì như các bạn muốn á, thì hãy bình luận cho anh biết là các bạn có muốn mình quay cái con này test thử cho các bạn xem hay không nhé. Và mình muốn thì mình sẽ vô chơi cho đội Endlet luôn. Mong là các bạn cho video này của mình một nút like. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Cũng như thì mình bye bye. Ai muốn vô chơi game này thử thì link mình để dưới phần mô tả nhé. Bye bye.